Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người một món này nghe. Món này là dân nhậu thích lắm đó. Đây, gà mình đi chợ mới mua về đây nè. Gà này cỡ ký mấy à? Gà này gà gì? Gà này là gà tre. Bây giờ mình sẽ ăn chút xíu nữa là mình sẽ ướp muối ớt cho mình nướng nha. Giờ mình bắt anh Nguyên gòm á, bắt lửa than cho mình rồi. Giờ caramel quay thì biết là anh Tú rồi đó ha, Tú lại lội đó. Bây giờ mình sẽ vô giữa con gà này, mình ướp muối ớt xong rồi khi nào mình đẩy lên bếp mình nướng rồi mình sẽ quay tiếp cho mọi người xem nha. Mọi người, giờ gà thì mình giữa rồi ha. Giờ mình sẽ làm công đoạn là mình ướp muối ớt vào ha, ướp vào cho nó thấm. Muối ớt thì mình cũng đanh đơn giản thôi, muối rồi bột ngọt với lại ớt à. Thì muối ớt này mình tha cũng vừa đủ thôi nha, tha nhiều quá nó cũng không ngon. Mình tha cho đều nha. Thì món gà nướng ớt này thì mình cũng làm nước chấm là bằng muối ớt luôn ha. Muối ớt thì gồm có muối, bột ngọt với lại đường, ớt, chanh. Rồi ha, cái này gà mình đã ướp xong rồi. Giờ mình sẽ đợi bếp than nữa ha, xong rồi mình sẽ nướng cho mọi người xem nha. Giờ mình tạm ngưng video đây đi. Mọi người thấy hai người đó đang làm gì không? Giờ mình sẽ bưng con gà này ra ha, cho hai anh làm gì làm đi. Người thì đang chẻ tre, người thì đang nhúm bếp. Ý, bò kìa, bò có hai quá trời. Ý, bò quá trời. Cái ủa ôi, có ai thấy bò không? Bò vũ nhau đi ăn cỏ. Lu. Sao mà nó có con ấy nữa. Con gì cho con trùng quạt hả? Phải không? Nó là con trùng quạt phải không anh Nguyên? Sao ra đây? Đây nhiều lắm. Đấy đó. Sao nó hàng khô vậy? Nó có làm cho hàng khô. Nhìn mặt. Đây con gà đây. Con gà này nó có trứng gì kìa. Ơi, bay. Ủa. Cái này nó có ớt khô á. Ớt ớt tươi luôn. Cái này muối ớt mà. Thôi ớt khô nhìn như mấy người ta bán nhìn không có ngon. Này mình ướp này mới ngon nè. Có gấp gì không? Thì gấp gì, cái này anh đẩy vô anh quay luôn mà. Gấp mà gấp than nè. Gấp than hả? Giờ kẹp gà ra đi. Kẹp gà kiên ra đi. Thì giờ chẻ tre ra đi. Giờ đem lên trên cái chỗ ngay đó. Rồi kẹp xong rồi cái tay luôn. Cái này lên đây nè, gấp đây nè. Tôi không biết làm.
giờ anh Tú anh đang kẹp con gà nè. Đẹp dĩa hả? Đẹp sao? Không gì. Không gì. Nè anh họp ra nè. Anh họp sao cho cái này nè, nó vô cái này nè, cái cây tre nó vô trong cái này. Kẹp gì đây? Kẹp ngang vậy nè. Kẹp ngang với tôi hả? Kẹp ngang nó banh con gà ra được. Ờ đúng rồi. Anh Thanh vô anh kẹp coi. Anh gửi vai đem vô anh kẹp đi. Kẹp dữ hả? Chưa bóp lại. Ủa cái gì, còn cái gì dây nó còn không? Dây đỏ nó còn không? Không còn. Kẹp hậu vô đi. Caramel kẹt gà. Caramel sao má vết gà luôn rồi. Có thông ra cái cánh nè. Không có sao nhét luôn, hai cây nhét luôn được hay nè. Ờ phải ờ mỗi lần con gà anh không có mổ móc đít sống đi tạo hình cho đứa này đẹp sống rồi chạy gì đi đâu đó đi. Đầu lấy đưa lên luôn được. Hả? Lấy chị vậy? Cuộc chấm. Không giờ gì nè. Hả? Sao nó vậy nè? Xỏ vô rồi. Ừ, cái can sao này không còn. Đúng rồi đó. Cũng lớn vậy. Rồi. Đây. Đây, con gà. Thang nữa rồi vậy. Để đi. Làm có thang nữa. Tạm ngưng camera đây nghe mọi người. Đây. Kiểu này là kiểu như là cao lắm thấy không? Quá cao. Ê, để cái cây xích lại đây một chút. Quá cao phải không? Còn ngay lửa nữa chứ. Chụp lửa. Quay xây lên. Lửa đầu nó qua đây, cho giò qua đây. Nào con gà nó nặng nó hàng kia. Rồi dễ từ từ vậy đi. Thôi đấm. Anh tính một lát ha. Tạm dừng đi, bây giờ mình quay như nào chín chín rồi quay khúc khúc chưa? Ừ. Thì nhà mình quay một chút quay. Để từ từ đi, lát hả? Lát lấy gạch chơi thôi. Đó, đúng lấy gạch chơi là được rồi. Cái này cũng lâu rồi. À.
mọi người bây giờ con gà nó đã vàng rồi, nó vàng hơi hơi thôi nha, mà chưa có chín. Rồi đây đây hả, chi vậy chi vậy, mình bỏ đi tưởng nó đơn ta ăn, lát nướng cho chó ăn. Nóng. Mình cắt hai cái giò cho nó gọn nha, đó giò nó chạm vô cát cái có đúng đó. Con bớt cái này cái quái quỷ gì vậy? Cái nước muối á. Dạ không chùi luôn. Rồi vậy đi. Rồi nào chín rồi quay tới lại cho mọi người xem. Quay sơ sơ thôi, tại nướng lâu lắm, mấy tiếng đồng hồ lận. Mình già sơ coi nó thôi. Mọi người bây giờ nó đã giác là vàng rồi đó nha. Vàng rồi. Gà nướng muối ớt. Ngồi quạt khí thế nha mọi người. Không biết sao rồi. Nướng gà mà nó mặt đơ kìa. Mặt phải vui vẻ hơn chứ. Tao nhìn cũng hấp dẫn quá ha, vàng tươi luôn con gà nè. Tại sao ở trong điện thoại này nó không vàng bằng ở ngoài ta? Tại vì trong điện thoại màu đâu bằng giống như ngoài. Ngoài màu đẹp ghê luôn á. Rồi vô đây bị chín rồi. Chuẩn bị chín rồi nha mọi người. Rồi đây con gà đã chín rồi đây. Ôi ôi đẹp quá. Vàng quá. Mùi thơm bốc luôn. Nên làm đói bụng luôn. Chuyên nghiệp quá ha. Dở hai cánh lên nè. Dở hai cánh lên. Thấy ngon không? Đó. Gà thả vườn nha. Rồi mọi người. Mọi người thấy con gà nó màu sắc như thế nào? Và có một chén nước mắm năm ớt ở người chén cà ớt với chanh luôn, dạ với chanh cả nhà, một dĩa dưa dưa leo đó. Gà này gà thả vườn hả? Thả vườn, thả vườn, gà thả vườn rồi, nhìn rất là bén luôn. Đây là gà nướng muối ớt cả nhà, chấm với muối ớt, nước muối ớt siêu cay. Rồi ok, bây giờ bọn mình sẽ nhai cái con gà này muối chanh đường bằng cách là nhai từ miếng thịt một. Đầu bẻ trước cái rồi đặt camera đi. Rồi ăn thôi cả nhà ơi. Chú ăn còn hồn nhiên quá. Rồi bẻ đầu bẻ cổ đi cả nhà. Còn nít mà không ăn từ từ. Rồi thôi 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 thôi. Đây ngồi đó không hợp lý. Rồi đây nè. Đặt cái camera đó. Ngồi đó. Ngồi đó. Ngồi đó. Ngồi đó. Ngồi đó. À, ăn một chân bồn mới trời. Bẻ xong cho ăn. Thử miếng nha. Con thử là nhả ra nha. Thử là nhả được lại à. Ăn lấy chén rất là chấm vậy luôn à. Con bóc nó sướng. Ăn mọi cái vậy rồi.
hẳn dữ quá. Cây okay, thiệt bà lỗi lên. Thấy kéo cắt không? Cây quá. Xé thì xé ngon. Xé cái này ăn, ăn gì ăn đi. Ba sợi bánh. Gà là thịt gà. Gà là ốp 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 tươi với nè. Cây lắm. Để cứ mắm là cây, lộn mướn là cây đó. Xé lại. Kèm như leo trên đỉnh quá đẹp rồi. Chín quá ngon mọi người ơi. Chín rất là đẹp đúng không? Không có chỗ nào ướt máu ha. Không có chỗ nào bị ướt máu á. Thanh mau đi lóc chứ nguyên rò mà đi lóc à. Là sao sao thân già thì có ai nuôi được con gà hãy dùng nhớ cho bạn nha. Anh này nó săn hơi lắm á. Thấy nó chấm một cân. Ok ok. Đã có ngon rồi. Đâu nhìn nè. Ok nha. Hết hả? Từ từ. Bảo lẽ thật ngon hết rồi đó. Gà nó bị dai cái đâu. Dạ. Nó là đường. Dạ, nó vườn mà. Dai. Còn gà này. Đó. Ok, ok. Thôi, mình ăn cái này đi. Mình xác cái đít. Đều. Dài. Ăn như được ăn hầu rồi mọi người
đây cái nè, cái món này á rất là ngon nha. Nhưng mà mấy ông nào nhậu nhẹ á là món này nhậu cái này nó chịu hết chưa hết rồi. Để ra chắc lẽ là mình sẽ có thống nhất từ đây nha, tại vì ăn một hai cũng mang cho bạn em nó ăn như thế nào thôi chứ không ăn hoài nữa kỳ quá. Tôi mà nhớ đăng ký và like ủng hộ kênh nha, để cho bọn mình còn làm ra những cái video mới khác cho bạn xem nha. Ok, chào mọi người, hẹn mọi người vào một clip tiếp theo nha. Bye mọi người.